chồng tôi làm thiết kế nội thất nên không cần đến anh đâu, đừng làm phiền. Anh Tài, em uống với anh nhá. Hỏi đi, anh muốn ngồi một mình. Thì anh cứ thử đi, nhỡ hai mình vui hơn thì sao? Biết đâu rồi anh nhỉ? Em, cho hai ly rượu. Vậy anh hỏi em nhá, em biết nấu cơm không? Biết sửa điện không? Sửa đường nước, dọn dẹp, biết không? Em đã có chồng cũ chưa? Anh nhiều điều kiện thế. Còn một yêu cầu nữa này, em có phải tên là Khuê không? Nếu mà đủ hết rồi thì ngồi đây. Thôi được rồi, anh nghĩ thế nào cũng được, gọi em là Khuê luôn cũng được.